Phần tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về các lệnh shopping, hay là chúng ta gọi là lệnh cắt hàng các đối tượng. Thế với cái lệnh này thì nó sẽ giúp cho chúng ta thực hiện được cái việc gì? Từ các đối tượng đơn giản, cơ bản ban đầu, chúng ta có thể sử dụng các cái đối tượng đó để hàn vào với nhau hoặc là cắt nhau đi, để từ những cái đối tượng cơ bản đó chúng ta tạo ra những hình ảnh khác. Thế tôi sẽ sử dụng cái hình ảnh như thế này để minh họa của các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng hai đối tượng và chúng ta sẽ có ba trường hợp khác nhau, đó là các đối tượng chồng một phần vào nhau, các đối tượng không chồng tí nào vào với nhau, và trường hợp thứ ba là các đối tượng chồng vào nhau nhưng mà không phải chồng một phần mà chồng lọt lòng hẳn đối tượng nọ, nằm lọt trong lòng đối tượng kia. Bây giờ chúng ta sẽ copy lấy cái này để chúng ta sẽ diễn giải ở trong một số các cái lệnh khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xem các cái lệnh này. Thế thì yêu cầu là gì? Yêu cầu là những lệnh này thì các bạn phải chọn từ hai đối tượng trở lên thì những cái lệnh nó mới hiện ra cho các bạn sử dụng ở trên hành option. Để thực hiện thì tôi bắt đầu chọn cái cụm đầu tiên là hai đối tượng chồng một phần vào nhau. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy có một loạt các icon được xuất hiện ở trên thanh property khi mà chúng ta chọn từ hai đối tượng. Bắt đầu chúng ta sẽ làm quen với lệnh while, hay là chúng ta gọi nôm na nó là lệnh hàm. Trường hợp hai đối tượng của tôi có hình dáng khác nhau, có thuộc tính khác nhau, thuộc tính ở đây chúng ta hiểu là màu nhé, thuộc tính màu khác nhau, một cái đỏ một cái xanh như thế này. Bây giờ tôi nhấn vào biểu tượng lệnh while, lệnh hàm ở phía trên này. Khi tôi bấm xong, tôi nhận được kết quả như thế nào? Từ hai đối tượng có thuộc tính khác nhau và chồng một phần vào nhau, sau khi thực hiện lệnh, nó sẽ hàm hai đối tượng này vào thành một thể thống nhất, trở thành một đối tượng. Đấy, và nó có chung thuộc tính. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là thuộc tính trước đây là một xanh một đỏ đúng không? Thì bây giờ nó thành ra màu đỏ. Câu hỏi cũ lại quay lại, đó là tại sao nó lại ưu tiên nó lấy đỏ chứ không phải là nó lấy xanh? Thì câu trả lời cũng như phần trước, đó là do cách chọn của chúng ta. Một khi mà chúng ta chọn theo kiểu là không có thứ tự trước sau thì bao giờ nó cũng ưu tiên cái đối tượng có tầng thứ thấp hơn. Đây. Đó. Nhưng nếu mà tôi chọn theo kiểu là gì đây? Có trước có sau rõ ràng. Chọn đỏ này, giữ ship, chọn xanh này và tôi hàn. Thì lúc này đối tượng mới sẽ lại được ưu tiên lấy thuộc tính của cái đối tượng chọn sau cùng. Bây giờ tôi xem đến trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là hai đối tượng được chọn của tôi không dính dáng đến nhau cả, nằm cách xa nhau ra. Như thế có hàn được không? Có. Chúng ta cứ ấn lệnh đi thì chúng ta sẽ thấy nó hàm vào với nhau. Và lúc này chúng ta có một đối tượng nhưng mà gồm có hai mảnh nằm rời nhau ra. Nhưng đây là một đối tượng. À. Và cũng như là cái trường hợp ở trên, nó màu đỏ hay màu xanh thì nó theo cái cách chọn của chúng ta thôi. Trường hợp thứ ba là chúng ta hàm hai đối tượng mà nằm lọt lòng nhau thì chúng ta sẽ bị mất đi đối tượng bé, chỉ còn lại đối tượng to thôi. Còn màu theo xanh hay theo đỏ là tùy theo cách chọn của chúng ta. Nếu chúng ta chọn theo cái kiểu không trước không sau thì nó sẽ ưu tiên lấy màu của cái đối tượng nằm dưới. Còn nếu chúng ta chọn có trước có sau thì hình sẽ của thằng dưới nhưng màu sẽ của thằng trên. Đấy, do cách chọn thôi. Như vậy là chúng ta biết lệnh đầu tiên đó là lệnh hàm while. Bây giờ tôi lại thực hiện tiếp thao tác như sau. Lệnh thứ hai, lệnh cắt, hay chúng ta gọi là lệnh trim. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai đối tượng tham dự, cũng vẫn có ba trường hợp: một là chồng vào nhau một phần, hai là không chồng vào nhau tí nào cả, và ba là chồng vào nhau nhưng lọt hẳn lòng nhau. Và chúng ta thử nghiệm xem lệnh này nó sẽ cho chúng ta kết quả như thế nào. Khi tôi nhấn lệnh trim thì một trong hai đối tượng sẽ trở thành giao cắt và đối tượng kia sẽ trở thành đối tượng bị cắt. Thế và cái quan hệ là đối tượng nào trở thành giao cắt hay đối tượng nào trở thành đối tượng bị cắt
thì nó cũng phụ thuộc vào cái vai trò chọn là hình trên đã cắt hình dưới đó. Thế bây giờ tôi đảo ngược lại là tôi chọn theo kiểu là gì đây ạ? Chọn đỏ trước, chọn xanh sau, và bây giờ tôi sử dụng lệnh cắt, thì lúc này chúng ta lại thấy là thằng đỏ cắt thằng xanh cơ. Như vậy là sẽ có hai cái cách chọn khác nhau. Nếu mà không phân biệt trước sau thì thằng trên sẽ cắt thằng dưới. Còn nếu mà phân biệt trước sau thì thằng nào được chọn sau cùng, thằng đấy sẽ bị thằng chọn trước cắt. Bây giờ chúng ta xem tiếp tới trường hợp là không chạm vào nhau thì sao? Lệnh này có thực hiện được không? Lệnh này vẫn thực hiện, nhưng mà trong trường hợp này không có thằng nào cắt thằng nào cả. Bất kể là thằng nào là dao, thằng nào là đối tượng bị cắt, thì cái lệnh này nó cũng vẫn cho chúng ta hai hình gốc nguyên vẹn. Lý do rất đơn giản, khi mà không chồng vào nhau thì nó sẽ không cắt nhau gì cả. Cắt nhau là cắt ở đâu? Cắt ở phần giao nhau giữa hai đối tượng. Khi hai đối tượng không giao nhau thì cái điều kiện tiên quyết đó nó không đủ, cho nên là không có thằng nào bị sứt mẻ hết. Thực ra chúng ta gọi nôm na, tôi vẫn khi mà giảng bài thì tôi vẫn gọi cái này là trường hợp chém gió. Đó, có chém không? Có cắt không? Có, nhưng mà do cắt trượt cho nên chẳng thằng nào sứt mẻ. Thế còn trường hợp thứ ba này là trường hợp hơi đặc biệt. Hai đối tượng có chồng vào nhau không? Chắc chắn là có. Thế nhưng mà có cắt được không thì nó lại tùy thuộc vào cái cách thức xử lý của chúng ta. Đó là cắt này, có cắt được không? Có. À, trường hợp này là chúng ta đang lấy cái thằng bé mà nằm trên cắt cho thằng to nằm dưới. Nhưng nếu bây giờ tôi lại quay trở lại cái câu hỏi vừa nãy là nếu tôi đổi cách chọn thì sao? Tôi chọn thằng to trước, sau đó tôi chọn thằng bé sau và tôi ra lệnh cắt. Chúng ta nhận được một câu trả lời là nothing change, không có cái gì thay đổi cả. Vì sao? Vì lệnh cắt này nó chỉ được phép thực hiện khi mà dính một phần vào với nhau thôi. Đấy, còn nếu trong trường hợp lọt lòng thì nó chỉ cho phép thằng bé khoét lòng thằng to. Còn nếu mà thằng to mà lại ôm hết cả thằng bé vào trong lòng rồi thì thằng to không cắt được thằng bé. Đấy, thì các bạn lưu ý cái chuyện này một tí. Chứ lúc này nó không còn quan tâm là cái thằng nào trên, thằng nào dưới, thằng nào chọn trước, thằng nào chọn sau nữa. Đấy, mà quan hệ là dao cắt với vật cắt thôi. Đấy, chỉ có dao bé cắt khoét lòng thằng to được, còn thằng to thì lại không cắt được thằng bé lọt lòng đó. Thế đấy là lệnh thứ hai mà chúng ta làm quen, lệnh cắt, hay chúng ta gọi là lệnh trim. Bây giờ chúng ta làm việc tiếp với lệnh thứ ba. Lệnh thứ ba gọi là lệnh intercept. Lệnh này thì tôi mô tả luôn, không có thằng nào cắt thằng nào cả, không thằng nào hàn thằng nào cả, hai thằng gốc vẫn nguyên vẹn, nhưng nó phát sinh ra một đối tượng thứ ba. Và đối tượng thứ ba này về mặt vị trí, về mặt hình dáng, nó sẽ chính là cái phần giao nhau giữa hai đối tượng. Đây, bây giờ tôi bấm vào lệnh intercept. Có một đối tượng mới sinh ra đây, và đối tượng này thì nó có hình dáng, vị trí, nó đúng hình dáng và vị trí của phần giao nhau giữa hai đối tượng. Các bạn không nhìn thấy nó, đúng không? Nhưng tôi nhấc ra thì các bạn sẽ nhìn thấy. Và cái hình mới phát sinh này thì nó theo thuộc tính của thằng màu đỏ. Cái này thì lại quay lại cái vấn đề chọn lựa thôi. Bây giờ nếu như tôi chọn thằng đỏ trước, chọn thằng xanh sau và tôi lại nhấn lệnh này, thì các bạn sẽ thấy ngay cái đối tượng mới phát sinh này thì nó ưu tiên cái thuộc tính của thằng nào thì nó nằm ngay trên cái thằng được ưu tiên ấy. Đấy. Và các bạn sẽ thấy là hai cái thằng gốc này không suy chuyển một tí tẹo nào cả. Đỏ vẫn hoàn đỏ, vuông vẫn hoàn vuông, tròn vẫn hoàn tròn và xanh vẫn hoàn xanh, không thằng nào mất đi mà chỉ có thêm đối tượng sinh ra thôi. Bây giờ chúng ta xem xét tiếp tới cái lệnh tiếp theo, đó là hai đối tượng mà nằm cách nhau, không giao nhau một tí tẹo nào, thì lệnh này có thực hiện được không? Thì lệnh này chắc chắn là không thực hiện được. Vì cái yêu cầu là gì đây? Cái đối tượng phát sinh là nó phát sinh từ đâu? Nó phát sinh từ cái phần giao nhau giữa hai đối tượng gốc. Ở đây chúng ta không có phần giao nhau thì lệnh này tuyệt đối không thể thực hiện được. Đây, chúng ta bấm vào lệnh.
nó sẽ nhảy sổ ngay ra một cái bảng và nó giải thích là không có gì thay đổi cả, đơn giản là vì không có thằng nào giao nhau, cho nên nó không lấy được cái hình hài, nó không lấy được cái diện tích, nó không lấy được thuộc tính màu mè gì hết. Đó. Như vậy là cái lệnh thứ ba, lệnh intercept này thì yêu cầu tuyệt đối là phải có phần giao nhau, kể cả các bạn giao nhau bằng 1 mili thôi cũng được, nhưng mà nếu mà không giao nhau thế nào thì lệnh này không thể thực hiện nổi. Thế còn trường hợp thứ ba là sao? Trường hợp thứ ba là lọt lòng. Lọt lòng thì chúng ta sẽ có phát sinh thêm một thằng bé nữa, đó là một thằng hình tròn nữa. Còn thằng hình tròn này theo màu đỏ hay theo màu xanh thì tùy thuộc vào cái cách chọn lựa của chúng ta thôi. Đây, nhắc ra một hình xanh này, nhắc ra một hình đỏ, có nghĩa là giao nhau chính là cả cái hình con, đúng không? Vì nó nằm lọt lòng mà, thì nó sẽ tạo ra thêm một đối tượng mới, chính là thằng con đấy. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp tới trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ tư này là gì? Trường hợp thứ tư này là gọi là simplify. Lúc này thì tôi cần phải có thêm một hình nữa vào đây, tại vì cái lệnh này nó là một cái lệnh phức tạp hơn rồi. Tôi vẽ thêm một hình đa giác vào đây. Ví dụ là tôi đặt một hình tam giác đi. Simplify thì nó sẽ là na ná như là lệnh cắt, nhưng mà nó sẽ hoạt động với số lượng nhiều hơn. Lệnh cắt là nó sẽ thực hiện với hai đối tượng, nhưng mà simplify thì nó sẽ cho phép chúng ta n đối tượng luôn, mà nó cắt theo nguyên tắc thế nào? Từ trên xuống dưới, thằng nào ở trên cùng thì nguyên vẹn, không bị sứt mẻ đứng nào. Đây, thằng tam giác màu vàng không bị sứt mẻ đứng nào. Chính bản thân nó trở thành dao cắt và nó cắt những thằng nằm dưới nó. Nó cắt thằng xanh một tí, nó cắt thằng đỏ một tí. Nhưng mà thằng xanh thì lại làm sao đây? Bị thằng ở trên nó cắt xẻo mất một phần, nhưng chính bản thân nó lại gì đây? Cắt thằng đỏ dưới nó. Mà nếu thằng đỏ này ở dưới còn có thằng khác thì chính thằng đỏ cũng sẽ lại cắt những thằng bên dưới nữa. Nó rất là giống cái xã hội thôi. Thằng cai trị trên cùng sẽ bóc lột dần những thằng ở dưới. Đấy. Còn bản thân thằng trên cùng thì không bị thằng nào bóc lột cả. Đấy. Không bị xém, không bị cắt mất cái gì hết. Thế trường hợp mà simplify mà nó lại không có thằng nào chạm thằng nào, lệnh này có thực hiện được không ạ? Lệnh cắt thực hiện được thì simplify cũng thực hiện được, chỉ có điều là do nó không chạm vào nhau cho nên chẳng thằng nào sứt mất miếng nào hết. Đấy. Giống như ông không quản được, đó vẫn tồn tại đấy, nhưng mà mỗi ông là ở một khoảng, ông vàng ra lệnh là thằng xanh này nộp tiền nộp thuế nào, nhưng mà thằng xanh chả liên quan, cho nên thằng xanh cứ lơ đi kệ. Thằng xanh lại đòi thằng đỏ cũng kệ, cho nên là chẳng thằng nào mất miếng nào. Bọn dưới không mất miếng nào, thằng trên cũng chẳng được cái gì. Thế còn trường hợp lọt lòng thì đương nhiên đã chạm vào nhau là sẽ cắt rồi. Đấy, simplify. Đây, thằng đỏ này bị thằng xanh và thằng vàng cắt, nhưng mà do thằng vàng này ở cái mức độ bé hơn cho nên là chúng ta không nhìn thấy vết cắt thôi. Thực ra là nó cắt cả hai, nhưng mà thằng xanh này nó cắt vết cắt to hơn cho nên chúng ta thấy là thằng xanh khoét thằng đỏ ra, nhưng thực ra là trong trường hợp này là thằng vàng nó cắt tất. Tiếp nữa chúng ta sẽ có lệnh gọi là lệnh front minus back và lệnh back minus front. Lệnh này thì nghe theo tên chúng ta sẽ biết ngay là nó học theo thằng Illustrator đấy, bởi vì Illustrator cũng có những cái lệnh này. Và lệnh này thì nó không có suy luận theo hai chiều là chọn chung một lần hay là chọn trước chọn sau, mà nó chỉ quan tâm tới vấn đề là tầng thứ, thằng nào trên thằng nào dưới thôi. Đây, chúng ta cùng nhau xem. Tôi chọn và tôi nhấn lệnh front minus back. Đấy. Thì trường hợp này là thằng ở trên sẽ bị thằng ở dưới cắt. Đấy. Nhưng
Trường hợp này nó hơi khác với lại cái lệnh gì nhỉ? Với lệnh trim nhé. Lệnh trim thì nó có cắt nhau, nhưng mà cắt xong thì cái con dao cắt vẫn tồn tại. Nhưng mà cái lệnh chúng ta vừa làm thì cắt xong một cái là vứt con dao đi luôn, không còn nữa, chỉ còn lại cái đối tượng bị cắt thôi. Bây giờ chúng ta thử lại nhé. Đó là tôi chọn cả hai này, đúng không? Và tôi cắt này. Ok, thằng trên là bị cắt và thằng dưới mất đi. Đó. Bây giờ tôi lại chọn lại là chọn thằng đỏ này, chọn thằng xanh này, có nghĩa là tôi thay đổi thứ tự, tôi cắt xem là nó có khác không. Vẫn thế, đúng không? À, Ctrl Z lại. Bây giờ tôi chọn thằng xanh này, chọn thằng đỏ này, lại thay đổi tiếp một lần nữa thứ tự chọn. Vẫn thế. Có nghĩa là trong cái lệnh này thì nó chỉ quan tâm tới cái tầng thứ thôi, chứ nó không quan tâm đến việc là thằng nào chọn trước, thằng nào chọn sau nữa. Và về mặt nguyên tắc là nó dùng thằng bên dưới cắt thằng bên trên. Đấy. Và sau khi cắt xong một cái thì nó hủy luôn con dao cắt đi. Thế bây giờ nếu mà hai đối tượng không dính vào nhau, có cắt được lệnh này không? Vẫn thực hiện như thường. Đấy, lại quay trở lại trường hợp chém gió. Đấy. Tôi có cắt anh nhưng mà vì tôi cắt không trúng cho nên là anh không bị sức miếng nào cả. Còn cái hành động cắt là có, mà đã cắt rồi thì là thế nào cũng hủy con dao đi. Thế còn trường hợp mà hai thằng lọt lòng thế này thì cũng lại quay trở lại giống như là lệnh trim. Nếu như mà cái đối tượng to mà nằm dưới thì lệnh này không được phép thực hiện. Đấy. Nhưng nếu mà tôi đổi chỗ đây, shift bắt đầu đưa cái đối tượng nhỏ xuống dưới và thực hiện lại lệnh này thì thằng nhỏ sẽ cắt thủng bụng thằng to ra như thế này. Bây giờ chúng ta xem tiếp tới trường hợp lệnh tiếp theo, nó đảo ngược lại là back minus front. Thì vừa nãy là thằng dưới cắt thằng trên, còn bây giờ sẽ là thằng trên cắt thằng dưới. Và đương nhiên cắt xong thì nó cũng sẽ hủy dao đi. Trường hợp này thì đây, thằng bé đang nằm trên cho nên không có cái gì cả, nó chắc chắn là nó sẽ quét luôn to ra thôi. Thế còn cái lệnh cuối cùng trong nhóm đó là Chris Budari. Thì lệnh này là một cái lệnh tương đối đặc biệt, nó của Corel thôi, Illustrator không có cái lệnh này. Thì nó tạo ra cái gì? Sau khi chúng ta nhấn lệnh thì nó sẽ tạo ra một đối tượng thứ ba, đối tượng mới. Và đối tượng mới này có hình dáng, có chu vi là giống như hình dáng và chu vi của tổng hai đối tượng gốc hoặc là các đối tượng gốc, nhưng mà nó không có thuộc tính về bề mặt. Chúng ta sẽ tô màu sau. Đây các bạn quan sát, chọn hai đối tượng và nhấn lệnh Chris Boundary. Lúc này tôi nhắc ra, tôi sẽ có một cái hình có hình dáng và chu vi giống hệt như tổng hình dáng và chu vi của hai hình mẫu, nhưng chưa có màu. Bây giờ tôi muốn tô màu thì tôi sẽ phải tô sau. Thế còn nằm cách nhau thì có tạo ra được lệnh nhóm không? Có. Chúng ta sẽ lại có một hình mới mà gồm có hai màu như thế này. Hoặc nếu mà nhiều đối tượng nằm cách nhau thì nó cũng sẽ tạo thành nhiều màu nhỏ khác nhau. Thế còn Click Boundaries này, nếu mà chúng ta làm cho các đối tượng mà lọt lòng nhau thì nó sẽ dẫn tới gì đấy? Tạo ra một đối tượng mới có diện tích, có chu vi bằng đúng thằng to. Đấy, và không có màu. Đây. Như vậy là chúng ta đã làm quen được cái nhóm shaping. Tuy nhiên vẫn còn một cái nữa tương đối đặc biệt, chúng ta sẽ cùng nhau xem nó là cái gì. Cái lệnh này gọi là lệnh combine. Tất cả cái nhóm này thì nó được đặt cùng với nhau thành một nhóm, nhưng riêng cái lệnh này thì nó lại tách riêng ra, tại vì nó có cái chỗ đặc biệt hơn các lệnh vừa rồi. Lệnh này gọi là lệnh combine, phím tắt của nó là Ctrl L. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem là combine thì nó tạo ra cái gì nhá. Từ hai hoặc nhiều đối tượng được chọn cùng một lần, nếu chúng ta thực hiện combine thì nó sẽ hòa trộn những cái đối tượng đó vào thành một đối tượng mới có chu vi giống như chu vi của tổng các đối tượng gốc, có thuộc tính thì theo thuộc tính của một trong các đối tượng gốc đó, tùy thuộc vào là nó
chọn ưu tiên theo cách nào. Tuy nhiên nó lại khác cái lệnh well, lệnh hàn, là những đối tượng này nếu như giao nhau ở đâu thì sẽ bị đục thủng gà đấy. Đây chúng ta quan sát trong bài này, hai đối tượng chồng vào nhau thì nó sẽ hàn vào thành một đối tượng như này, nhưng phần mà chồng vào nhau sẽ bị đục thủng ra. Hai đối tượng nằm cách nhau trong bài thì sao, thì cũng sẽ trở thành một đối tượng có chung thuộc tính mà nằm thành hai mảnh. Do hai mảnh này nó không chồng vào nhau tí nào cả, cho nên chẳng có cái gì bị đục ra cả. Còn hai đối tượng mà nằm gì đây, lọt lòng nhau mà chúng ta combine thì sao? Chúng ta combine thì chúng ta sẽ có một đối tượng to bị đục thủng lòng, chính là cái phần giao nhau của đối tượng bé và đối tượng to. Thế thì cái này nó vừa giống mà vừa khác so với lại lệnh gì đây nhỉ? Lệnh well. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm và chúng ta so sánh một chút để chúng ta thấy được cái độ giống và khác nhau nhé. Tôi sẽ làm hai cái đối chứng như thế này. Cái phía bên trái này tôi sẽ làm lệnh well. Cái bên phải này tôi sẽ làm combine. Đây. Well này, hai đối tượng chồng vào nhau thì sẽ trở thành một đối tượng có thuộc tính chung và có chu vi, có hình dáng là tổng chu vi hình dáng của hai đối tượng gốc. Đó. Bây giờ lệnh combine. Chu vi thì giống nhau. Đấy, hình dáng cũng giống so với các đối tượng gốc, nhưng diện tích thì bị đục thủng ở phần giao nhau. Bây giờ hai đối tượng nằm cách nhau thì tôi well cũng sẽ trở thành một đối tượng gồm có hai mảnh. Hai đối tượng nằm cách nhau, tôi combine cũng trở thành một đối tượng có hai mảnh. Đó. Bây giờ tôi hàn hai đối tượng nằm lọt lòng nhau thì sẽ trở thành còn một đối tượng có diện tích to thôi, còn đối tượng con thì mất. Còn nếu mà tôi sử dụng lệnh combine thì trong trường hợp này thì nó lại cũng mất đối tượng con, nhưng mà nó đục thủng lòng của đối tượng to đúng bằng cái diện tích của nó. Và nó khác nhau ở cái điểm này nữa, các bạn để ý, các đối tượng mà combine thì đều có thể tháo rời ra được. Đây các bạn để ý nha, một đối tượng đã được combine rồi thì các bạn sẽ thấy khi chúng ta bấm vào nó sẽ xuất hiện một biểu tượng break, là biểu tượng này, hay là chúng ta có thể bấm lệnh ở đây, hoặc chúng ta có thể nhấn lệnh Ctrl K. Có nghĩa là từ các đối tượng gốc hàn vào với nhau theo kiểu combine thì tôi có thể tách trả nó ra trở thành các cái đối tượng rời như ban đầu. Tất nhiên nó không trả lại được các thuộc tính về màu, nhưng mà về phần hình dáng và diện tích thì nó có thể trả lại nguyên vẹn như cũ. Đây, tách này, được chưa? Hai đối tượng vẫn nguyên vẹn về mặt hình dáng và diện tích. Tách này, hai đối tượng nguyên vẹn hình dáng và diện tích, kể cả cái thằng đục thủng bụng này cũng thế. Tách này, tôi cũng có thể nhặt ra và chúng ta vẫn thấy là đầy đủ cục hình dáng và diện tích gốc. Chỉ có màu là một thằng bị theo thằng kia, không quay lại được. Nhưng mà lệnh well có làm được thế không? Lệnh well chỉ có một trường hợp làm được thế thôi. Chạm một phần vào nhau, đã hàn rồi thì thôi, không tháo ra được nữa. Đúng không? Lọt lòng nhau, đã hàn rồi, không tháo ra được nữa. Chỉ có trường hợp là không chạm vào nhau thì thằng well cũng có thể tách tháo ra được. Thì đấy là cái điểm khác biệt giữa thằng well và thằng combine. Đấy. Combine luôn luôn cho phép tháo ngược lại ra, nhưng mà well chỉ có trường hợp duy nhất là không chạm vào nhau thì mới tháo được ra thôi. Thế từ đây thì tôi mới yêu cầu các bạn làm lại cho tôi một số các cái thao tác từ hôm trước tính đến hôm nay. Yêu cầu đặt ra gồm có mấy thứ như thế này: các khái niệm về nhân bản, các khái niệm về transform, di dịch, quay, rời, nhân bản đối tượng, rồi thì kéo xiên, rồi thì lật, vân vân. Cộng thêm các kiến thức ngày hôm nay chúng ta vừa trao đổi, đó là gì? Gióng hàng các đối tượng và cắt hàng các đối tượng. Để làm gì? Tôi sẽ yêu cầu các bạn hôm nay là tương đối nặng này, chúng ta sẽ có một loạt các khái niệm như này. Một là ứng dụng những cái gì mà chúng ta đã trao đổi của buổi trước đến buổi hôm nay. Trước hết các bạn làm quen lại cho tôi một cách tổng hợp bằng cách là tạo ra cho tôi mỗi một, tức là chúng ta sẽ mượn bộ chữ cái nhé. Bộ chữ cái không yêu cầu các bạn làm hết, nhưng chúng ta phân tích là bộ chữ cái nó gồm có những cái gì. Bộ chữ cái nó gồm có chữ giãn thẳng này, có chữ giãn xiên này, có chữ giãn tròn này,
có chữ kết hợp giữa thẳng và xiên này, và có chữ là thẳng xiên tròn đó, ví dụ thế. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là có những cái dạng như thế nào, thì mỗi cái các bạn chỉ cần làm cho tôi một cái thôi. Ví dụ như là chữ thẳng là chúng ta có gì nhỉ, y ngắn là đơn giản nhất đúng không, sau đó là e này, t này, h này, đấy ví dụ như thế là các chữ dáng thẳng. F là chữ dáng thẳng, L là chữ dáng thẳng đúng không? Thế còn chữ mà tròn thì chúng ta có O này, C này, Q này. Q là vừa tròn vừa xiên đúng không? Đấy, hoặc thế còn chữ dáng vừa thẳng xiên không thôi thì ví dụ như là chữ V hoặc là chữ W này. Chữ vừa thẳng vừa xiên thì chúng ta có chữ N, chữ M, chữ Y dài. Đấy ví dụ như thế. Còn vừa thẳng vừa tròn thì chúng ta có D này, có B này, có P này, ví dụ như thế. Chữ mà tròn không thì còn có S này đó, xiên không thì có X này, ví dụ như thế. Thì chúng ta phân định ra, tôi không yêu cầu các bạn làm tất cả tại vì đây không phải là bài tập làm chữ, tại vì là bộ chữ thì đã có rất là nhiều người thiết kế rất đẹp rồi, nhưng chúng ta mượn bộ chữ để mà chúng ta đặt ra các cái trường hợp khác nhau. Thế bây giờ các bạn quan sát thử như này, tôi demo nhanh một cái nhé. Thao tác yêu cầu như sau: các bạn vẽ ra một cái hình, ví dụ như hình chữ nhật như thế này để làm một thanh mẫu, sau đó thì các bạn copy cắt nó đi. Tốt nhất là các bạn sẽ làm bằng cái thanh mẫu đó để làm sao đảm bảo rằng các cái bộ chữ của chúng ta, các chữ nó cũng tương đối là đều nhau. Thế bây giờ ví dụ như là tôi làm một chữ chẳng hạn như là chữ T nhé, thì sao? Chữ T thì nó có một thanh thẳng và một thanh ngang. Như vậy bây giờ tôi mới có một thanh thẳng thôi, thì việc đầu tiên là tôi phải nhân bản đã. Nhân bản thì có nhiều cách đó. Thì bây giờ tôi làm cách bình thường thì chúng ta sẽ là edit này, copy này, sau đó thì edit này, paste này, dán vào. Thế thì dán vào thì bao giờ nó cũng nằm chồng luôn đúng vị trí cũ và nằm lên trên cái đối tượng gốc. Sau đó thì tôi có thể quay 90 độ, ví dụ thế. Sau đó tôi gióng hàng bằng cách là chọn cả hai đối tượng và làm sao đây ạ, nhấn T là nó chạy lên trên đó. Sau đó thì tôi có thể là điều chỉnh lại một tí, tại vì hình chữ T thì ra rồi nhưng mà chữ T thanh ngang thì bao giờ nó ngắn hơn thanh dọc, thì tôi ôn lại một chút là bấm vào để transform. Nhưng nếu mà giữ shift thì tôi thu một đầu thì đầu kia sẽ thu đều vào đó. Đến đây thì tôi chỉ cần chọn cả hai và tôi làm việc với cái lệnh vừa mới học, đó là lệnh gì đấy ạ, well hàn vào, như vậy tôi có chữ T đó. Một cách khác nhé, ví dụ tôi kéo ra và tôi chuột phải, như thế là tôi làm sao nhỉ, tôi di chuyển và nhân bản đối tượng đúng không, sau đó thì tôi cũng lại gì đây, quay nó 90 độ đó, gióng hàng T là top đúng không, gióng hàng C là center đúng không, sau đó thì tôi lại thu lại cái này cũng giữ shift như thế, hàm vào well. Một cái khác nữa nhá, bây giờ thì các bạn lại lưu ý thêm một cái lệnh như thế này. Nhân bản thì chúng ta ngoài cái cách là copy rồi paste hoặc là kéo đối tượng bằng chuột kéo đối tượng đến chỗ mới rồi chuột phải, thì chúng ta còn có một lệnh nữa, đó là nhân bản bằng phím cộng. Đấy, yêu cầu là gì, các bạn phải chọn bằng công cụ pick nhá, chứ không công cụ khác không làm được nhá, phải chọn nó bằng công cụ pick. Và các bạn nhấn cái phím cộng ở trên bàn phím số, các bạn bấm một lần là nó sẽ tạo ra một bản sao nằm đè lên trên, bấm hai lần sẽ có hai bản sao đây, một này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, các bạn vẫn chỉ thấy một thôi đúng không, nhưng nếu mà tôi nhắc ra này, 1 này 2 này 3 này 4 này 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9 đúng không? 10. Đấy, 11 là cái gốc rồi, đúng không? Như vậy là tôi có thể làm một cách rất là đơn giản là gì? Cộng một cái, sau đó thì tôi xoay nó 90 độ. Sau đó thì gióng hàng về đây. Đây. Lại thu vào. Ví dụ thế.
Thì đây là thao tác mà chúng ta làm với chữ thẳng nhá. Bây giờ chữ xiên này, quan sát thử. Chữ xiên tôi lấy ví dụ như là chữ chữ V đi nhá. Chữ V thì bây giờ tôi sử dụng cách kéo xiên chứ không phải xoay nhá. Bấm vào một lần này, sau đó giữ phím Ctrl mà kéo xiên một cái thì nó sẽ xiên đi một góc là 15 độ. Đến đây tôi chuột phải để tôi nhân bản cái này. Tôi quay trở lại thanh thẳng đứng và tôi thực hiện lại một lần nữa. Lúc này giữ Ctrl nhưng mà thay vì kéo về bên trái thì tôi chỉ đây kéo về bên phải. Nhưng kéo về thì tôi thả ra thôi chứ tôi không nhân bản nữa. Và hai cái này tôi chỉ việc là gì đây, hàm lại với nhau là tôi có chữ V. Chữ A cũng là một dạng từ tựa này nhưng mà nó sẽ kéo ngược đúng không? Nó kéo ngược lại này. Lúc này thì tôi bấm vào đây và thay vì là kéo từ gì nhỉ, kéo từ chân thì tôi sẽ lại làm sao, à kéo từ đầu thì tôi kéo từ chân. Đây Ctrl này, kéo này đúng không? Bây giờ giữ Ctrl này, kéo một lần này, kéo hai lần này, chuột phải này. Thế bây giờ tôi sẽ phải bổ sung thêm cái thanh thẳng này đúng không? Xoay ngang 90 độ này đó. Hạ xuống một tí cho nó đẹp. Sau đó thì giữ shift gì đây, thu đều lại cho đến khi ổn rồi thì hàm vào với nhau. Đây là một cách đúng không? Nếu không tôi lại trình bày thêm một cách khác. Ví dụ tôi vẽ bằng hình tam giác đi. Tôi vẽ ra một hình tam giác, được chưa? Bây giờ với hình tam giác này tôi lại nhân bản nó bằng cách là kéo thẳng xuống dưới. Trong lúc kéo thì tôi sẽ giữ shift để cho thẳng, chuột phải. Tôi dùng hai cái thằng này và tôi sẽ sử dụng cái lệnh vừa mới rồi đây, back minus front. Tôi dùng thằng trên cắt thẳng dưới. Bây giờ tôi vẽ thêm cái thằng này vào, tôi đặt vào đây, gióng hàng này, C, thằng hàng chưa? Đó. Bây giờ xoay thằng này đi 90 độ, đẩy lên, đẩy lên đến chỗ mà tôi cần thì giữ shift thu đều vào đó một cái nhá. Bây giờ lại đẩy tiếp lên trên đầu này nữa, chuột phải để tạo ra cái thứ hai. Ở thằng dưới này thì tôi sẽ làm sao đây, hàm vào. Thằng trên này thì tôi làm sao đây, cắt đi. Ví dụ như thế, tức là chúng ta có thể rất là linh hoạt ở trong các cái thao tác đó. Tiếp nữa thì tôi có thể thực hiện thử xem chữ tròn nhé. Ví dụ chữ tròn này, giữ shift, à giữ Ctrl tròn nhá, đúng không? Bây giờ tôi giữ shift, tôi thu đều vào trong này, chuột phải này để tạo ra cái thứ hai. Hai thằng này thì tôi làm luôn bằng lệnh gì đây ạ, combine luôn, thì nó sẽ trở thành rộng như này. Vậy là tôi có O đúng không? Nếu bây giờ tôi muốn C thì tôi vẽ ra một hình vuông, chọn công cụ hình chữ nhật, giữ Ctrl vẽ ra một hình vuông, xoay đi một góc 45 độ, gióng hàng hai cái đối tượng này là E để cho nó ngang tâm với nhau. Sau đó tôi kéo cái thằng này vào và giữ shift để thẳng hàng, sau đó dùng thằng này cắt cho thằng này đi thì tôi có C đúng không? Ví dụ như thế. Đấy là tôi demo một vài cái. Bây giờ các bạn, trước hết là các bạn làm cho tôi bộ chữ cái của các bạn theo phong cách như thế. Sau đó tôi yêu cầu thêm những cái gì? Các bạn biết cái logo nhà xuất bản giáo dục nhỉ? Đúng không? Bây giờ tôi không yêu cầu vẽ tại vì chúng ta chưa đụng đến công cụ vẽ. Mà tôi chỉ cần yêu cầu là bằng các hình rất cơ bản, bằng các lệnh nhân bản xoay lật cắt hàm, làm sao nhanh nhất và đẹp nhất, dễ nhất các bạn có thể tạo ra cho tôi được cái chữ G đây ở trên của cái logo. Đây, xem luôn này, không cần phải nói nhiều đúng không? Bây giờ chúng ta xem này, logo này, nhà xuất bản này, giáo dục đúng không? Đây. Đây, thấy chưa ạ? Logo nhà xuất bản giáo dục, tôi chỉ cần cái chữ GD này thôi. Và các bạn không dùng chữ gì hết, các bạn chỉ dùng hình tròn, hình chữ nhật, các hình rất cơ bản như thế. Làm sao dùng với các lệnh cắt hàm, xoay lật, nhân bản để các bạn xử lý ra cho tôi nhanh nhất và đẹp nhất, dễ nhất cái chữ GD của logo nhà xuất bản giáo dục. Tiếp đến yêu cầu thứ hai của tôi là gì? Yêu cầu thứ hai của tôi là hình này.
Đây, tôi yêu cầu các bạn là hình vòng tròn Olympic. Vì sao lại yêu cầu vòng tròn Olympic? Tại vì chúng ta cần một sự sáng tạo, cần một sự nhanh nhạy ở đây trong quan hệ về tầng thứ. Quay trở lại với lại cái bài vừa rồi nhá. Khi mà tôi vẽ ra một cái đối tượng nào đó thì nó sẽ có tầng thứ so với các đối tượng khác, đúng không ạ? Ví dụ chữ C vẽ sau thì nó sẽ nằm lên, đè lên hoàn toàn chữ A. Nếu tôi thay đổi tầng thứ cho chữ A thì chữ A sẽ nằm hoàn toàn đè lên chữ C. Như vậy là một đối tượng hoặc là nằm trên hoặc nằm dưới đối tượng khác, đúng không? Tuy nhiên là ở trong cái hình này các bạn đang nhìn thấy là một đối tượng, ví dụ vòng xanh này vừa nằm trên vừa nằm dưới vòng vàng. Như thế là nó không giống như những cái gì mà chúng ta vừa trao đổi về mặt tầng thứ với nhau. Vậy thì làm cách nào để chúng ta vẽ ra được cái đó? Thì bây giờ chúng ta sẽ cần sự sáng tạo của mình ở trong cách xử lý vấn đề. Tôi cần các bạn làm cho tôi không cần đủ cả 5 hình đâu. Các bạn chỉ cần là hai vòng lồng vào được với nhau. Một vòng vừa nằm trên vừa nằm dưới, xóa vòng kia là ok. Đã làm được một cặp vòng thì 5 cái còn lại đều có thể làm được. Đấy, đấy là yêu cầu thứ hai nhé. Là cờ Olympic các bạn chỉ cần lồng hai cái vòng vào cho tôi là xong. Tôi không yêu cầu đến tận 5 vòng đâu. Và trường hợp thứ ba, đây yêu cầu các bạn làm cái này cho tôi. Đây, đây là vòng tròn âm dương. Chúng ta sẽ có một cái kết cấu là nửa đen nửa trắng, đúng không? Nửa sáng nửa tối như thế này. Các bạn nhìn qua thì các bạn sẽ thấy nó đều là bắt nguồn từ các cái yếu tố là vòng tròn thôi. Vậy thì làm thế nào, vẽ thế nào, cắt thế nào, hàn thế nào, gom chúng nó lại với nhau thế nào để cuối cùng chỉ từ cái hình cơ bản là hình tròn thôi. Đấy, cắt ghép như thế nào đó để các bạn tạo ra cho tôi được cái hình âm dương này. Đấy, yêu cầu của tôi ngày hôm nay là mang tính tổng hợp toàn bộ những cái gì buổi hôm trước và buổi hôm nay chúng ta đã trao đổi. Đấy. Thế trước mắt là các bạn giải quyết cho tôi cái bộ chữ gì đã. Không cần quá nhiều, mỗi một cái thứ, mỗi một dạng các bạn chỉ cần làm cho tôi một hoặc hai chữ là cùng thôi. Đấy. Sau đó thì chuyển sang cái chữ GD của nhà xuất bản giáo dục, trong cái logo nhà xuất bản giáo dục. Tiếp đến là quan hệ về tầng thứ là hai cái vòng tròn lồng vào nhau theo kiểu cờ Olympic. Và cuối cùng là các bạn cắt ghép hàn xoay lật nhân bản thế nào đó tôi không biết. Làm cho tôi được một cái chữ, một cái hình âm dương. Đấy thì nội dung bài ngày hôm nay của chúng ta là như vậy đấy.